Đây là một mẫu mới đến từ nhà Kia Design, có tên là Isma Street, và mình cùng anh em xem chi tiết chiếc đồng hồ nha. Ok, let's go. Kia Design họ đã sơ lược đi những cái thiết kế đời trước đó và làm giảm cái giá thành xuống thì anh em sẽ dễ tiếp cận hơn. Họ toàn làm ra những con đồng hồ phải nói là đồng hồ đồng cối đá, mặt kính sapphire và cái khung này nhám đi, không để lại vết vân tay và mồ hôi mình bám vào, giúp chiếc đồng hồ mình nó luôn luôn mới. Cái phiên bản X này á thì nó chỉ có một dây cố định thôi, còn phiên bản X đời trước á thì nó sẽ được tặng kèm dây. Nhưng mà ở phiên bản này á thì mình sẽ tặng kèm nhẫn cho anh em nè. Đây là nhẫn hot ở bên trong đó nha anh em, được mô phỏng từ một cái đồng tiền cắt ra làm một cái viên nhẫn. Còn cái nhẫn này á thì được mô phỏng từ một cái miếng vàng và nó màu đen, hợp với cái khung đen của cái con đồng hồ này luôn. Hợp lý không anh em? Quá hợp lý luôn. Nhẫn này không phải là nhẫn thường đâu nha, đang hot ở bên Trung á, số lượt bán của nó phải nói là khủng khiếp luôn. Phiên bản này có dây cao su và dây dù. Giá niêm yết á thì đã rẻ rồi, anh em muốn rẻ hơn nữa thì lên livestream app voucher vô chiếc các kiểu nữa là sale xuống, phải nói là tụt quần luôn. Mà anh em còn được tặng nhẫn nữa, quá đã luôn rồi đúng không?